Máy đo nồng độ oxy giá bèo bán tràn lan, Bộ Công Thương yêu cầu chợ mạng gỡ bỏ. Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, nhiều sản phẩm loại máy thở, các loại thuốc, các loại đo nồng độ oxy trong máu có giá rất thấp, chỉ vài chục ngàn đồng mỗi máy. Ngày 24 tháng 8, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết đơn vị vừa có công văn yêu cầu các sàn thương mại điện tử rà soát và gỡ bỏ những sản phẩm loại máy thở, các loại thuốc, các loại đo nồng độ oxy trong máu SpO2 vi phạm quy định thương mại để có căn cứ xử lý. Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng tung ra quảng cáo bán các thiết bị hỗ trợ trong việc điều trị tại nhà như các loại máy thở, các loại thuốc, các loại đo nồng độ oxy trong máu SpO2 với giá từ rất thấp, chỉ vài chục ngàn đến vài triệu được mô tả là có thể dùng để đo chỉ số oxy trong máu tại nhà, thậm chí được quảng cáo là có thể phát hiện virus SARS-CoV-2. Các loại máy này thường nhái với các thương hiệu uy tín như Veni, Oroni hoặc tên chung chung là Oximeter, các máy này thường cho kết quả không chính xác. Theo phản ánh, các máy này có điểm chung là thiết kế nhỏ, dạng kẹp đầu ngón tay, dùng pin AAA, màn hình hiển thị hai thông số chính là SpO2, nhịp tim, cùng nút bấm để khởi động. Tuy nhiên, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số chỉ rõ, những thiết bị này có thiết kế lỏng lẻo, chất lượng nhựa kém. Các mối nối không liền mạch, có thể dùng tay để gỡ phần máy. Cơ quan này cho biết thêm, qua tham vấn ý kiến các bên liên quan cho thấy, hầu hết các thiết bị đo SpO2 với giá dưới 300.000 đồng đều nhận phản hồi tiêu cực về chất lượng và bị đánh giá rất thấp. Người sử dụng mặt hàng kém chất lượng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi tin theo những chỉ số báo trên máy không chính xác. Do đó, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm, người bán. Đặc biệt không nên mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bán trôi nổi trên mạng và khuyến khích người dân nếu phát hiện các gian hàng vi phạm hãy phản ánh về cục. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.